vào lỗ trồng cây là một công việc rất quan trọng để cây cối có thể phát triển một cách mạnh khỏe, tốt tươi. Công việc đầu tiên của chúng ta là công việc đào hố sẽ rất là quan trọng. Vì thế, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm máy khoan lỗ trồng cây MS20 sẽ khiến công đoạn đào hố trở nên đơn giản hơn, nhanh chóng hơn và đặc biệt là hiệu quả hơn, tiết kiệm sức lao động của người sử dụng. Máy có công suất là 1,7 kW, dung tích xi lanh là 50cc, tốc độ vòng quay từ 8.000 đến 9.000. Máy sử dụng động cơ 2 thì, tỷ lệ pha chăng là 25:1, trọng lượng của máy là 6kg. Và sau đây là một số phụ kiện của máy. Khi khung trồng ra, chúng ta có thân máy, bình pha chăng, bộ phụ kiện và kéo để châm xăng. Máy khoan lỗ trồng cây MS20 có tiếng ồn nhỏ, dễ dàng vận hành, hiệu quả cao trong công việc. Sử dụng động cơ xăng 2 thì có công suất lớn, tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo an toàn khi vận hành, có tay nắm hỗ trợ, chống rung. Mũi khoan được làm từ hợp kim có độ bền cao. Máy sử dụng được với các loại mũi khoan có đường kính từ 10 đến 30cm, giúp bạn có thể linh hoạt trong việc đào hố trồng cây. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này của chúng tôi, hãy đặt hàng online qua số điện thoại bên dưới video hoặc đến trực tiếp xem máy tại cửa hàng 34 Bình Long, phường Phú Tạo Hòa, quận Tân Phú. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.